Bộ sách mèo Móc Mập gồm 5 cuốn sách vô cùng thú vị: Móc cô mèo đãng trí, Móc và bà, Móc và em bé, Móc ở phòng khám và Giáng sinh của Móc. Cuốn sách đầu tiên, Móc cô mèo đãng trí, ra đời năm 1970, tác giả lời và tranh Judith Kerr. Và từ đó, mèo Móc Mập dần trở thành nàng mèo của mọi nhà, mang lại niềm vui cho trẻ em trên toàn thế giới. 5 cuốn truyện là 5 chuyến phiêu lưu rất khác nhau của mèo Móc Mập, nhưng có những điểm chung là đều cuốn hút, ngộ nghĩnh. Nhiều khi là những chuyện chả đâu vào đâu của Móc, nhưng cái kết sẽ làm bạn đọc cực kỳ bất ngờ. Và tác giả cứ như đùa người đọc, lang thang với những chuyện vơ vẩn, lơ mơ của mèo Móc, rồi đùng một cái là một cái kết độc đáo, ý nghĩa, làm cho câu chuyện tràn đầy ý nghĩa nhân văn và trở nên có lý, có tình, đáng yêu, khó lời nào tả hết. Một điểm chung khác là những bức tranh vẽ mèo Móc Mập rất sinh động. Lật các trang sách cứ ngỡ mèo Móc Mập đang nhảy múa trước mắt các bạn. Cả chuyện và tranh hòa với nhau, hỗ trợ cho nhau. Lý giải tại sao qua hàng chục năm, mèo Móc Mập vẫn hấp dẫn hàng triệu bé thơ. Cuốn Móc cô mèo đáng trí giới thiệu với bạn Móc và gia đình Móc. Cả gia đình nhà Móc ai cũng gặp rắc rối vì bệnh đáng trí của cô. Nhưng có một đêm, chính bệnh đáng trí ấy lại giúp Móc làm được một việc tuyệt vời. Cuốn Móc và bà kể chuyện gia đình nhà Thomas đi du lịch nên Móc đến ở tạm với bà. Trải qua những tháng ngày ở với bà được vui chơi, được yêu quý, nhưng Móc vẫn không ngừng thương nhớ gia đình mình. Móc và em bé kể về một ngày yên lành của Móc bị đảo lộn hoàn toàn khi em bé tới. Móc rất yêu trẻ nhỏ, bà Thomas nói, nhưng Móc thì không chắc chuyện đó lắm, phải biết bao chuyện xảy ra. Và cuối cùng, Móc được tặng hẳn huân chương. Móc ở phòng khám kể chuyện Móc gặp bác sĩ thú y và gây ra đủ chuyện rắc rối.